Ai cho anh Khải? Ê, cái này là tuyệt đối là không, bây giờ là cái nào rõ ràng đó, không có giành giật nghe chưa? Sao hả? Cái này là công tôi đi ra tôi nhận giùm thì tôi được công rồi, tôi chọn cái trái nào ngon hơn chứ. Ờ. Trái to thì bữa nay tôi không thèm ăn trái to, ăn trái nhỏ thôi. Ai cho? Cái này đó tôi nói ông đừng có thắc mắc vấn đề gì nha. Cái này á tôi đang ngủ. Đang ngủ cái con nhỏ bán cá nó kêu là anh Khải ơi, ra em cho anh với Lộc 2 trái 5 về ăn chơi. Cái nó đưa tôi trái này với trái này, cái tôi mới nói ủa sao em đưa thêm trái mà cho nó chín đi chứ, trái xanh này ai ăn cái xanh, ai ăn cái đỏ, rồi hai thằng quýnh lộn sao. Nó kêu ủa hai anh bọn nhỏ lắm, bọn nít lắm sao giành lộn ăn, tại vì trái nó ngọt cái này nó chua. Thì đúng rồi, thì đương nhiên ai cũng chọn cái ngọt, ăn chọn cái chua ăn ngọt, ai đời này anh ăn chua bao giờ đâu. Anh thử cái nó nói là anh cứ cầm về đi, là Lộc á nó biết nó ăn cái nào liền, không cần phải gì rồi. Nó kêu là chỉ cần cầm về đi là nó tự hiểu, tại nó hiểu cái câu là người bỏ công đi làm gì rớ 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 hoài trời vô lý. Tôi sẽ ăn cái này, ông ăn cái này đó, bự cho nó chua thì ăn như không, ăn ngọt trai đời ăn chua đâu mà. Ủa chứ công tôi đi mà, tôi đang ngủ mà nó kêu vậy. Không được. Đi mà, không được. Có ăn cái ngọt chứ, chuyện nó cười quá trời. Anh lẽ anh Khải, công anh đi á, anh ăn cái này nè. Ê. Công anh đi, cái này ngon, anh cầm đi. To. Không, cái này ngon, công anh đi, anh lên ăn cái này nè. Không bao giờ nói chuyện nghĩ sao vậy. Ê. Tôi già, tôi lớn ông cả chục tuổi thôi. Tôi không biết cái nào ngon mà cái giá nào dở. Anh ăn cái này đi, come on đi. Xanh nó chua. Nha nha. Em đưa anh 3 lần anh không lấy nha. Anh cố thì anh không lấy nha. Em năn nỉ anh không lấy nha đúng không? Khoan. Cái gì? Come on đi, cái này đi. Rồi mà ông nói thiệt luôn hả? Come on đi, anh ăn cái này đi. Để em ăn cái này cho. Nghĩ sao trời? Sao kỳ. Bây giờ công tôi đi á thì tôi sẽ... Thì come on đi, anh bỏ sức công sức ra anh đi, anh mệt thì anh ăn cái này đi. Rồi em ở nhà ở không thì em ăn cái này cho. Vậy tôi 2 trái luôn đi. Không, ăn 1 trái thôi, 2 trái ăn không hết đâu. Vậy thì ông ăn cái trái chua đi, bút mới tự nhiên công ông đi 1, 2, 3 công ông đưa trái này. Bây giờ vậy đi, bây giờ vậy tôi ăn trái này với lại ông công đi, ông cho tôi thêm cái nữa nữa. Rồi ok, luôn cho anh 1 nửa luôn. Vậy đi. Em ăn cái này. Vậy đi ha, bây giờ giờ không. Em cố tình cho nãy giờ đó. Thanh long này bắt đầu thanh long ngon nè anh Khải, thanh long anh Khải là thanh long ăn không ngon đâu. Thanh long này á, anh bổ ra ăn nó giòn. Thanh long này anh bổ ra ăn nó mềm, nó không có giòn. Ủa cái thì trái chín lúc nào nó cũng sống, nó trái sống lúc nào ăn cũng giòn mà nó chua. Thì anh đó ai không biết vậy. Rồi anh đặt 2 trái đây em nói cho anh nghe nè. 2 trái. Không có giành nữa chưa. Đúng rồi. Tại sao trái này là chín hơn trái này, mà trái này là to hơn trái này? Một thằng nhà giàu và thằng nhà nghèo. Nói vậy đi cho nó dễ hiểu. Đúng rồi. Thằng này thằng nhà giàu nè, thằng này thằng nhà nghèo nè. Đúng. Thằng nhà nghèo lúc nào nó mình nói đừng nói cái nhà nghèo, nhà cũng nghĩa là người ta đây là gọi cái nhà vườn á, nhà giàu. Còn đây là nhà vườn nghèo. Là nhà vườn nghèo người ta ít bón phân, ít tưới nước, còn là nhà giàu người ta tưới phân nhiều, bón phân nhiều. Tại vì nếu mà nôm na cái này cũng được coi là thanh long hai da, cũng được coi đó nha, cũng là thanh long hai da. Hai da là cái gì ông nội? Là thanh long á nó chín 2 lần cho nên gọi là thanh long hai da, ăn nó sẽ giòn hơn, ngon hơn, ngọt hơn thanh long một da thanh long thường. Thanh long này cũng gọi là thanh long hai da, chưa tới thôi nhưng cũng gọi là thanh long hai da rồi. Thường á cái thanh long hai da đúng nghĩa tầm 8 lạng 9 lạng trên 1 ký trở lên, mua không có nổi đâu. Thường đa số đó là một là xuất khẩu, hai là nhà ăn, chứ anh thấy anh mua ở ngoài thấy thanh long hai da ít lắm đúng không? Đâu có đâu. Mà hai da là cái gì? Thanh long hai da ăn nó ngon. Ủa thanh long nào mà thanh long hai da, cũng là trồng lúc đầu nó từ cái trái xanh ra, cái trái tới trái già già bắt đầu lên trái chín, là chín trái này rồi quốc thôi. Thanh long hai da nó không có màu thế này đâu. Em nói ví dụ thanh long ai dễ hiểu nha. Thanh long khi nó chín là người ta làm một cái gì đó, em không biết xịt thuốc hay cái gì đó không biết, là nó sẽ trở xanh trở lại như thằng này. Nó đang chín trở xanh lại này. Đúng rồi, xanh lại như thằng này. Và nó xanh như thằng này á, nó sẽ chín lại như thằng này. Là thằng này chưa tới nhưng mà nó đã chín lại như thằng này nè. Là cái nôm na là như vậy, thanh long hai da là như vậy. Cho nên cái giá trị của nó mắc tiền hơn thằng này, mắc gấp đôi thằng này hoặc là gấp 3 thằng này, tại vì nó chín 2 lần, thời gian hoặc nó lâu hơn thằng này. Ê, có biết trên đời này cũng có thuốc hồi sinh hả? Không phải thuốc hồi sinh mà gọi là cái gì đó của nó. Ủa tôi hỏi ông bao giờ hỏi một người già rồi tự nhiên làm cho nó trẻ lại, bắt đầu nó chỉ là già, có ai mà làm gì được không? Tại sao có một số loài nó mất một bộ phận đi, nó hồi sinh được, một số loài lại không?
À, mọc đuôi á hả? Đúng rồi, vẫn có, cũng tương tự vậy thôi, giống như thằng lằn, nó có thể nó hồi sinh lại được bộ phận của nó là liên quan động vật. Thanh long cũng vậy, nó có thể nó tự hồi sinh lại của nó và nó tự lặp lại. Thanh long này là thanh long hai da, anh cầm rất là nặng, thứ hai thì rất là cứng cáp nè, anh gõ giống như đang gõ khúc gỗ thì bây giờ nó chưa chín, gõ như khúc gỗ ý là khúc gỗ luôn. Thằng này gõ bộp 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 khác, bây giờ thằng này á anh ăn rất là giòn, rất là ngọt, rất là ngon. Thằng này anh ăn rất là mềm. Thanh long Haya rồi anh kêu thị trường bán thanh long Haya nó cũng hiếm lắm, chúng đa số là thanh long Haya đi xuất khẩu nhiều. Có nghĩa là trái này không phải là trái xanh hả? Trái này không phải là trái xanh, trái này nó đã chín rồi, nó chín rồi rồi người ta làm một cách gì đó nó sẽ xanh lại như thằng này, và nó xanh lại như thằng này nó sẽ quay lại, nó sẽ chín lại, mà nó không chín như thằng này, dạng nó chín cái màu nó như thế này thôi nè. No, nè, nó không có chín đỏ như thằng này đâu. Nó khác nhau giữa hai da và một da như vậy đó. Vậy là cái nó này không có chín đỏ lói như thằng này đâu, nó sẽ chín gọi là vừa chín xám 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 như kiểu này thôi nè. Vậy là thằng này hiếm à? Đúng rồi, hàng hiếm. Thằng này bình thường. Bán tràn lan bình thường. Tôi không tin. Rồi không tin nha. Nếu mà anh lột ra chỉ một lớp đúng không? Khi anh nhìn xanh đúng không? Anh lột ra trong này nó đỏ. Cái da nó đỏ là nó hai da là tuy nó xanh nhưng mà lột ra vẫn đỏ. Là cái màu xanh này là màu xanh còn ở trong vẫn đỏ hả? Đúng rồi, thanh long hai giá là như vậy. Ăn nó rất ngon, rất giòn. Vỏ dày không? Vỏ dày, nó giòn hơn thằng này rất là nhiều và nó ngọt hơn, nó khác nhau. Cho nên giá tiền nó gấp mấy lần. Anh cứ quốc đi, nói với liền nè. Nó anh cứ thử đi biết. Giờ tôi thử cái này nha. Thanh long này thanh long một da. Và em nói là thanh long này thanh long hai da nhưng mà cũng chưa phải là hai da nữa, chưa tới nái đó, anh thấy không, nó như thế này đúng không? Ừ. Anh bỏ chiếc kia ra mình mới nói chuyện được, chứ bỏ một cái chúng ta chưa nói chuyện được đâu. Rồi nó là như thế này, da nó sẽ đỏ 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 đều vậy đó. Đúng rồi, nhưng mà thằng trong thì thằng này chắc trong nó vẫn xanh chứ, xanh y dày chứ, ở trong đỏ vì nó hai da lần mà sự thật là nó chín rồi, người ta làm lại cho nó xanh rồi lại chín tiếp. Anh này cũng ngọt mà, thì em đâu kêu là nó ấy đâu, em đang kêu là nó độ giòn. À, nó ngọt mà nó mềm. Đúng rồi. Thằng này thì em ông nói là nó sẽ ngọt và nó đúng rồi. Nó giòn đúng không? Đó, sao nó trong đỏ chết vậy? Đúng rồi. Tại vì nó chín rồi. Đó, cắt cứng ngắc hay chưa? Đó thấy không? Ai kêu là nó sống đâu. Ở trong nó vẫn đỏ đàng hoàng thấy chưa? Mà ở ngoài nó xanh, ở trong vẫn đỏ. Mà sao thanh long hai da cảm giác như cái cơm đấy nó chắc dữ ta, chắc hơn. Nhưng tin anh cắt anh nhai là nghe sẽ sụp 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 người liền à, cắt cứng ngắc ha, gọi là thanh long hai da nó vậy đó. Sao nó vẫn chín nè, thử nghe. Vỏ dày chưa, dày gấp đôi thằng này luôn mọi người. Nè vỏ nó dày nè, gấp đôi thằng này luôn, thấy chưa? Ăn nó giòn liền. Tôi nói ông nó không có chua. Đúng rồi. Mà nó kiểu nó ngọt 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 lạ lắm. Đúng rồi. Nó ngọt thanh lắm kìa. Đó, bây giờ anh cắn lại mà cho người coi nè. Em nghe nó... sát nghe có nghe tiếng không nha? Khó, không nghe đúng không? Không nghe. Rồi ok. Thì anh cắn thằng này anh nghe. Anh nghe. Thấy chưa? Nó giòn liền, khác hẳn luôn. Giống như là nó tôi hiểu rồi. Sao? Có nghĩa là nó giống như nó co bóp lại làm cho nó giữ yên mình nắng bột, nắng nhẹ và nắng chả nắng mạnh. Đúng rồi. Ừ. Đó, thanh long hai giá là như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi mới biết là thanh long hai giá nha. Ừ. Thiệt mà. Vậy công tôi đi nãy ông nói công tôi đi đúng không? Không, hồi nãy anh cố tình không lấy mà thì cái này cứ để cho em. Công tôi đi đó rồi bây giờ. Hồi nãy em đưa anh 3 lần. 3 lần. Có nói đưa tôi 3 lần. Anh không lấy. Thì ông nhắc thêm cái nữa. Tôi có đưa em có đưa cho ông 3 lần rồi nha. Ông lấy được, ông ráng chịu chưa? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ biết rồi thì mình lấy. Không biết thì mình không lấy, giờ biết rồi mình lấy. Ông công nhận là hai da nó ăn ngon lắm. Thiệt. Ngon. Nó cũng chưa phải là hai da nữa đâu. Chưa phải. Gọi là hai da cũng chưa phải gọi là hai da nữa. Chưa tới à? Chưa tới hai da. Đúng rồi. Vậy mới cái da rưỡi hả? Đúng rồi, chưa tới. Đó ok, anh cứ ăn đi. Đó ok nha. Ngon. Đó em chia sẻ mọi người nha. Mọi người có thể có một cái kinh nghiệm nào đó khi mọi người ăn thanh long thì mọi người có thể áp dụng nha. Nhớ đăng ký bật chuông, hẹn lại tất cả clip sau.